Ôi, con đầu kéo TH7 này đẹp nhở? Con này bao nhiêu tiền? Dạ, con đầu kéo TH7 này bên em đang niêm yết giá 5 tỷ anh ạ. 5 tỷ cơ à? Oh my god. 2 tỷ 5 bán không? Dạ, không được đâu anh ơi. Giá này bên em niêm yết rồi anh ạ. Không thể giảm được. Thế thì không được rồi. Vợ anh dặn là đi mua là mua cái gì mà cả nửa giá thì mới mua. Trước này thì bên em niêm yết rồi anh ạ. Không thể giảm được. Hay là anh thử xem con đằng sau xem. Tải thùng TH7 à? Thế con này giá bao nhiêu? Dạ vâng, con này là con tải thùng TH7 10x4 nhập khẩu mui bạt anh ạ. Giá con này bên em đang để là 10 tỷ. 5 tỷ bán không? Ui anh ơi, chốt luôn anh ạ. Này lời to rồi, mua mà được giảm nửa giá thế này làm thêm quăng nữa mới được. Thế bên em còn con Ben 8x4 thùng đúc nào đúng không? Rổ giá thế nào? Ui, cái con xe Ben 8x4 thùng đúc bên em đang cực hot đây anh ạ. Con đấy thì bên em đang báo giá là 20 tỷ. 20 tỷ kia? Thế rồi, không biết là mình có nói hứa quá không nhỉ? 10 tỷ? Có bán thì lấy luôn. Ôi, thế đi luôn anh ạ. Đi luôn à? Đi luôn anh.